Hoàng Hường, doanh nhân vừa bị công an gọi tên, ân nhân phúng phính, gọi mèn mén là cám lợn. Mới đây, nữ doanh nhân Hoàng Hường, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đề nghị xem xét xử lý vì có phát ngôn xúc phạm đến món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc. Cụ thể, vào tháng 2 năm 2023, bà Thào Thị Mua, trú tại xóm Chúng Bà A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang, đã làm đơn phản ánh về việc doanh nhân Hoàng Hường lên mạng xã hội livestream nói mèn mén là cám lợn, là món ăn giải nghiệp. Theo phản ánh của bà Mua, trong phiên livestream ngày 6 tháng 2 năm 2023 trên TikTok, bà Hường đã có những lời nói xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự những người dân bán hàng và làm dịch vụ hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã, Hà Giang, gọi họ là những kẻ ăn xin. Do đó, bà Mua làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi này của doanh nhân Hoàng Thị Hường. Từng gây chú ý khi quảng cáo rao hàng nổ tung trời. Được biết, bà Hoàng Thị Hường là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều tai tiếng. Bà được biết đến là tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confidence Smile tại Hà Nội. Năm 2021, nữ doanh nhân Hoàng Hường từng bị tố quảng cáo nổ công dụng nước súc miệng. Theo đó, công dụng của sản phẩm này được nữ đại gia ví như thuốc điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm. Hôi từ kiếp trước sang kiếp này, thậm chí điều trị viêm lợi, những lời quảng cáo này được nói tràn lan trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Đặc biệt, dù không được cấp phép là thuốc chữa bệnh, nhưng nước súc miệng họng Hoàng Hường Caramedic có giá bán lên gần 600.000 đồng một hộp 3 lọ 250ml. Trong khi khảo sát thực tế trên thị trường, các loại nước súc miệng của nhiều doanh nghiệp khác chỉ có giá trung bình khoảng từ 18 đến 150.000 đồng một chai, tùy thể tích. Sau sản phẩm nước súc miệng gây tranh cãi, công ty dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục tung ra loại viên xương khớp thần kỳ và lại vướng tranh cãi. Cụ thể, trong chương trình Điểm tựa tương lai phát sóng trên VTV1 vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 10 tháng 4 năm 2022, dược phẩm Hoàng Hường lên sóng quảng cáo sản phẩm bảo vệ xương khớp, gan hoặc huyết, chăm sóc răng miệng. Điều đáng nói, quảng cáo sản phẩm không đúng thực tế và gây phản cảm khi để bà cụ quỳ lạy bà Hường như thánh sống khiến cộng đồng bức xúc. Không chỉ vậy, bà Hường còn quảng cáo thần thánh hóa sản phẩm khi nói: "Tất tần tật những gì đâu liên quan đến xương khớp từ đầu xuống chân, em giải quyết được hết. Em không khẳng định là uống một liều sẽ hết, nhưng chỉ cần uống trong 1 đến 2 tuần sẽ khỏi đến 50 đến 60%. Ai nặng lắm thì 2 tháng là hết, dù xương khớp đau đến cỡ nào." Những lời này đã đánh vào tâm lý của người bệnh. Rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua liệu trình cho viên xương khớp Hoàng Hường. Dẫu vậy, công dụng thật sự và tính an toàn của sản phẩm vẫn chưa được nghiệm chứng. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã xử phạt 65 triệu đồng đối với công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường. Vướng loạn tranh cãi với các phát ngôn trên mạng xã hội, bên cạnh lùm xùm trong hoạt động kinh doanh, doanh nhân Hoàng Hường cũng từng vướng nhiều tranh cãi khi có những phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội. Năm 2020, bà Hường từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại Quảng Bình khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông theo dệt và thất vọng khi đến đó từ thiện. Điều này đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các mạnh thường quân, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình. Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình gửi công văn tới Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường của bà Hoàng Thị Hường. Một lần khác, nữ đại gia này còn lên tiếng chửi bới miệt thị vùng miền, cụ thể là Thanh Hóa, khi chửi người đã ăn cắp data khách hàng của Hoàng Hường. Loạt từ ngữ khá gay gắt, thậm chí mang yếu tố miệt thị vùng miền, được nữ đại gia này quay video đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bình luận trái chiều. Hợp tác làm răng cho cô dâu 62 tuổi để PR, trả 10 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện. Gần đây, trong khi dư luận đang xôn xao trước việc Hồ Văn Cường được trợ lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung trả tiền cát xê sau nhiều năm ca hát, trên fanpage Facebook Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường lại mạnh dạn đăng bài tuyên bố muốn mời ngay Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh, trả cát xê 2 tỷ đồng một năm. Thậm chí bài viết còn khẳng định sẽ ký hợp đồng 5 năm và thanh toán trước 1 năm khi ký hợp đồng. Bà chủ tuyên bố trả 10 tỷ cát xê cho Hồ Văn Cường, không làm cũng tặng 200 triệu, trước hay sau cũng sẽ gặp Cường, kể cả hôm nay. Ngày mai không gặp hết dịch sẽ tìm đến tận nhà. Trước đó, nha khoa Hoàng Hường còn được biết đến khi thường xuyên sử dụng hình ảnh của cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi, thu sao Hoa Cường để quảng cáo, thu hút nhiều lượt like và view trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong một số livestream của mình, Hoàng Hường chủ phòng khám cũng không ngần ngại buông lời chửi bới miệt thị với những người có bình luận không hay hoặc ý kiến trái chiều về phòng khám của mình. Để chứng tỏ bản thân không nổ với cư dân mạng, trong các livestream của mình, bà Hoàng Hường thường khoe những cọc tiền mặt, thậm chí là hàng chục cuốn sổ đỏ nhà đất để chứng minh thực lực của mình. Không chỉ hỗ trợ làm răng thẩm mỹ mà nha khoa Hoàng Hường còn đầu tư cho cô dâu 62 tuổi thu sao chỉnh mày căng da mặt. Thậm chí trong những livestream trên mạng xã hội, chủ nha khoa Hoàng Hường cùng cặp đôi Hoa Cương thu sao còn liên tục nói đến những chủ đề nhạy cảm tạo drama để câu view. Giữa năm 2020, nha khoa Hoàng Hường còn tài trợ chi phí du lịch và mời cặp đôi thu sao Hoa Cương và cặp đôi cô dâu 65 tuổi cùng chồng ngoại quốc ở Đồng Nai đi cùng để gặp gỡ giao lưu. Tương tự, dù hợp tác chung và thường xuyên đi lại giữa Cao Bằng và Hà Nội để tham gia vào các livestream quảng cáo làm răng của nha khoa Hoàng Hường, nhưng sau một thời gian xảy ra mâu thuẫn, cả hai bên đã liên tục cạnh khóe, nói những lời không hay trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, không hề thấy sự xuất hiện của cô dâu 62 tuổi trong các livestream của nha khoa này nữa.
Hoàng Hường đưa Phúng Phính về Hà Nội. Nhắc đến Mua Thị Dùa, bé Phúng Phính nhiều người nhớ ngay đến cô bé Hà Giang với nét đẹp trong trẻo đáng yêu. Cô bé được mệnh danh là Tiểu Màng Thầu Hà Giang hay Phúng Phính Hà Giang, từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội. Đặc biệt là khi được Hoàng Hường dụ dỗ về Hà Nội, thì Phúng Phính càng được chú ý hơn, nhưng thiên về scandal nhiều hơn. Sau khi đưa cho bố mẹ Phúng Phính một món tiền, Hoàng Hường đã dụ dỗ được cô bé xuống núi để phục vụ mục đích quảng cáo bán thực phẩm chức năng cho thương hiệu dược phẩm Hoàng Hường. Từ đó, drama bắt đầu nổ ra khiến cô bé ngày thơ ngày nào dần mất thiện cảm trong lòng khán giả.